Chị đây. Đây là gì? Đây chị dậy rồi. Đây chị dậy rồi. Đây chị dậy răng. Cái hai vậy. Đây, dậy đây này ra đây. Đi gọi dậy gì? Rồi đây 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 dậy rồi đi. Ôi trời ơi. Làm sữa ngô nhá. Làm sữa ngô tốt cho sức khỏe. Đúng rồi, đi hái ngô nhá. Đi. Đi hái ngô chứ rồi. Sữa ngô
mà cầm cho đi. Cầm đi, cầm đổi đi. Đi vào. Ghê nha, đường này đi đi thuyền sao mà tự đi được. Wow, chú thích bắp nào à? Đấy, bao nhiêu này? Chú bắp nào để về nào? Bibi, Bibi thích bắp nào nào? À, bắt bé hả? Chị bé bắt đấy cho Bi nha. À, cả hai luôn. Chị bé, à, chỉ cho Bi bé nhé. Xong rồi Bi bé, chị bé phải phát cho Bi nhiều. Đây này, Bi ơi. Bé bắt đâu? Đây, Bi. Cầm tay vào đây. Ấn xuống. À, được rồi. Một bắp. Rồi nha, Bi bé đi. À, Bi bé bắt đấy đi nha. Chị bé mới bắt khác cho. Bé này bắt khác nữa. Bi thích cái nào thì Bi cứ lấy cái đấy. Bi để đi. Chị để được mấy bắp rồi này. Bi lên hái ở cái đấy đi. Hái ở cái này này. Cái bắp Bi đang hái dở này. Lên này. Đây mà. Đây chị làm đường nối cho Bi xuống cầu nối. Đó Bi bể bắp đấy đi. Bể đi. Đấy cầm một cái. Ui, giỏi quá trời ơi. Rồi. Để chị xem có bắt nào ngon ngon thì phải xem. Đi hái bắp đấy đi Vi. Đẩy xuống sắp được rồi Vi ạ. Ủa? Ai Vi lấy được bắp đấy rồi hả? Sợ thế, Vi đặt vào đây này. Vi bỏ vào đây này, bỏ mua vào đây. À. Đấy, bỏ vào đấy. Trời ơi, Vi giỏi quá. Năm bắp ra ngô rồi. Hãy thêm nhỉ. Xem đây này này, đầy chưa? Để cho Bi mấy cái ngô nhỏ và giỏi. Đây này, ai về nhà thì ăn, giờ sống không ăn được đâu. Cất vào đây này. Ấy giỏ của Bi này, trời xinh xinh. Bi ngồi đấy chị bế Bi về luôn. Nào, vào đây nhé. Về thôi.
Ừ. Được bao nhiêu luôn? Đấy kia kia. Cái chỗ này ok biết ra bây giờ. Trời thích không? Ừ. Để nấu sữa nha. Nấu sữa cho bị uống. Tốt cho sức khỏe. Đường này phải đi quá. Ê trời. Ê trời. Sợ ngã thế. Rồi về nấu sữa ngô thôi. Đừng khó đi qua Bi điện. Bi phải uống sữa ngô thì nấu nha. Nặng quá Bi Bi à. Nhiều mông quá. Bi Bi xuống cầm máy của Bi Bi này. Ý chà. Này Bi Bi xuống. Đi. Đi về thôi. Đi mà. Đi tắm nhé. Tắm sơ qua lại thay đồ đi. Xong rồi mình nấu sữa cho sạch nhé. Đi. Đi ra ruộng bẩn lắm rồi. Để đây. Rồi. Đi tắm. Đấy. Tí tí xíu xíu ra nấu. Đi đây. Đi. Tắm sắc sơ luôn đi. Bỏ vào đây, mình đi luộc đã. Mình tách hạt cho mình đi luộc đã. Thank you.
Ngô vừa xíu. Giống bi. Hai bắp mà nhiều, nhiều vỏ ghê. Wow. Ngon lắm. Để mà nấu sữa là thơm đấy. À, bị lại bắp đấy à? Bắp nhé, bắp con này nhé. Ở đây chọn bắp ngon chứ. Đi ra thì ngồi đi. Bắp thì ngồi. Làm cho nó thoải mái. Trời, thêm một bắp nữa. Có bắp thì sao này nhỉ? Đây rồi, lấy ba bát này được nấu được rồi đấy bia. Cho nó non và cho nó ngọt nữa. Để chỉ dọn cái này. Cái này để lúc khác. Lúc khác mình ăn tiếp. Cái này mình đi bia làm nướng ăn. Bi giỏi đi, mang lại hết cái này rồi. Mang lại hết ra, mua lên để rửa mà. Đây chị rửa đây. Bi giỏi thế, Bi tự cầm lên để rửa hả? Rồi, xong rồi. Đi lên nấu thôi. Đi, đi ơi. Lên nấu.
Dạ. Trời. Dạ, baby xuống đi, baby xuống. Xuống, baby bắt bé. Xuống đây này. Xuống đây. Đấy. Baby bắt bé này. Cái đấy, cái chày ra cái cối. Xíu thì mình ấy. À, mình cho ngô vào. Là ngô vào nhỉ. Cho ngô vào nha. Bị tắt bếp luôn rồi. Rồi. Và bây giờ chờ nó sôi nữa quý vị ạ. Thơm nhỉ? Thì nó nấu xoay nó thơm hơn. Đây cho bẫy ngô với cái ngô này là thơm. Rồi, bây giờ chờ nó xoay nhé, thì chị kiếm cái nắp. Giờ nó chưa xoay rồi, xí nữa nó xoay là nóng lắm á. Đi ngồi hẳn ra đây này, nó dính ra đây. Chị nó đang nóng lên á. Đi, nó xoay rồi đi, xoay rồi này. Đấy, xôi rồi đó. Rồi xíu nữa mình lấy ra mình dã. Đây xôi hẳn rồi này. Mở ra mình chà ra mắt. Wow. Ngồi đây hơi nóng đi chị đi. Hơi nóng hạ vào đây. Đợt xa ra xíu. Bắt bắt bỏ ra cho đi. Bỏ xíu nữa trong nước cho vào trong. Ừ, trong mắt ngay mà. Gắp cái vỏ luôn. Rồi vớt cái này đây. Ừ. Ừ. Ý. À, đây chín rồi này. Được rồi đi ạ. Xôi cái này rồi. Chị gắp cái này lên. Bỏ cái này đây. Đi ngồi ra đây. Ra đây chạy đi. Để chị gắp bằng tay cho mình kia. Hãy mình bấm hạ nhiệt rồi hả? Rồi bây giờ mình phải bắt ngô ra để giã này. Tắt bếp đi. Bữa dây này ra mình giã rồi lấy nước cốt của nó thì mình ngon được. Chỉ nhừ rồi giã nhanh. Nhiều phết nhỉ. Nắm nó baby. Đi, đi xuống. Yeah, xuống đây. Đi. Đây. Sữa không bí sữa thành công rồi. Cố lên nặng lên. Yeah. Máy xay nên là phải dùng cái này. Sắp trò sữa uống rồi đi.
lọc nhé, lọc nhé. Đây 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 đây. Rồi. Nhiệt độ hả? Đi giảm nhiệt độ hả? Không, mình cho cao lên đúng không ạ? Cho nó nhanh sôi. Mình còn uống. Bây giờ chị múc ra cái bình nha. Mình lấy cái bình nước múc ra nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chờ bí bí để chờ. Mình bút cho chị. Mình không bút cho chị. Chờ xưa nào nguội nhé. Xem nào, chị xem xưa nguội cho. Thơm thế, như người này, thơm chưa? Bí thổi đi. Thổi đi. Cho nó như nguội uống. Xưa đầu bếp nấu nước ngô mà lấm đi mất cả mặt. Xin nữa chị lau mặt cho. Rót cho Bibi nha. Rót cho Bibi nha. Chị nha. Ủa nó còn bốc hơi không kìa. Nè, để thổi cho Bibi nha. Thổi. Chờ xíu cho nó nguội đã. Bibi chờ chị. Chờ chị chưa uống được đâu mà nóng. Nó uống bỏ mồm đó. Quấy cho nó nguội hơn nha. Chưa, chị thử được sữa xanh ấm chưa cho Bibi uống được không? Rồi đấy, cho Bibi uống đi. Đi uống đi. Trời ơi, ngon nhỉ. Đây là thi thoảng làm cho mình làm cái này. Uống công ghê á. Chị uống công binh á. Uống đi, chị uống công binh. Ngon. Rồi, Bibi uống hết rồi. Lót thêm cho Bibi nhé. Nghiêng nghiêng xuống đây lót thêm nhé. Này chị rót thêm cho Bibi nhỉ. Bibi uống lại nhưng mà uống vừa luôn. Bibi uống nhiều thêm đâu. Uống thêm thế nhá. Để buổi khác mình uống được. Cái này để mấy hôm á. Uống đi. Quá đã. Uống sữa tự làm này còn nóng nữa. Đi nha, có công nha, trời ơi. Vừa đi hành ngô này, xong rồi lại về lại nấu sữa, của chị nấu sữa. Giỏi thế, em hút nó đi. Rồi, hết rồi. Chị lại lấy ra cho nhé. No đấy, hơn một cốc sữa bình thường. Mình đồ Bi uống có một cốc thôi. No đi, căng bụng. Chị lấy khăn cho Bi nhé. Vào đây chờ chị xíu, lấy khăn lau miệng với cả cất chỗ này. Sữa này không khác mình uống nha. Vì no quá đấy. Sữa còn lại mình để buổi khác mình uống. Khi nào bên muốn uống thì chị lại nấu cho Bi uống nhé. Trời ơi, siêu đầu bếp dính ngô trên mặt này. Còn bây giờ ăn no rồi đi ngủ nhé. Lau tay cho. Ăn no rồi mình đi ngủ. Nghỉ ngơi xíu. Mình đi vào phòng nghỉ ngơi xíu nhé. Tả rồi, sáng rồi hái ngô. Mẹ mình phụ chị nấu sữa.